Phận đời của người phụ nữ trúng số, tiền không mang lại cho tôi điều gì ngoài nỗi buồn. Nhận được số tiền khổng lồ là niềm ước ao của nhiều người. Tuy nhiên, may mắn cũng sẽ đi kèm rủi ro và trường hợp của Margaret Laugrie là ví dụ điển hình. Margaret Laugrie, một phụ nữ 56 tuổi đến từ Bắc Ireland, đã trúng gần 27 triệu bảng Anh nhờ một tấm vé xổ số vào năm 2013. Trái với suy nghĩ của nhiều người, điều đó chưa bao giờ khiến bà hạnh phúc. Thậm chí bà đã từng chia sẻ rằng giải thưởng này đã hủy hoại cuộc đời của mình. Điều đáng buồn hơn là sau 8 năm chiến đấu với cuộc sống địa ngục ấy, bà được phát hiện là đã qua đời khi sống một mình tại nhà riêng. Theo báo cáo, Laugrie được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Strabane, Bắc Ireland vào tháng 9 năm 2021. Cảnh sát cho biết không có gì đáng ngờ về thi thể và sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi trong thời gian thích hợp. Cuộc sống địa ngục của bà Laugrie bắt đầu từ một vận may mà nhiều người ao ước. Khi đó bà đang thất nghiệp và sống bằng tiền trợ cấp trị giá 58 bảng Anh, 80 USD, mỗi tuần. Trong một lần tình cờ, bà đã mua vé trúng giải Euro Millions vào tháng 11 năm 2013 trên đường về nhà sau khi xin việc cho một tổ chức từ thiện. Điều mà không ai ngờ được đến rằng Laugrie đã trúng được giải độc đắc với số tiền lên tới hơn 26,8 triệu bảng Anh, khoảng hơn 700 tỷ đồng. Đây giải độc đắc lớn nhất từng có ở Bắc Ireland vào thời điểm đó. Sau khi đổi vận nhờ phần thưởng này, người phụ nữ đã rót tiền vào nhiều khoản đầu tư, bao gồm bất động sản, quán bar và nhà máy. Sở hữu số tiền trong mơ và sống một cuộc đời an nhàn là ước mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, bà Laugrie lại tuyên bố mình sẽ dùng phần lớn chúng để đi làm từ thiện. Bà chia sẻ không có ích gì khi có 27 triệu bảng và ở một mình, điều đó không làm tôi hạnh phúc. Việc đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình mới là điều mà tôi thực sự hướng đến. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 2015. Bà Laugrie lần đầu tiên bị kết tội hành hung một tài xế taxi và được yêu cầu thực hiện 150 giờ lao động công ích. 3 năm sau, bà cũng phải trả cho một nhân viên cũ 30.000 bảng Anh vì bị cáo buộc bạo hành và trả đũa. Laugrie sau đó đã trả lời một cuộc phỏng vấn rằng trúng số đã đưa mình trở lại địa ngục. Vào năm 2019, bà cho biết mình chỉ còn lại 5 triệu bảng và giãi bày về nỗi ám ảnh khi trở thành mục tiêu của những tên trộm. Lúc này, người phụ nữ Margaret Laugrie đã khóc và nói, tiền không mang lại cho tôi điều gì ngoài nỗi buồn, nó phá hủy cuộc sống của tôi. Không lâu sau, bà chuyển về một ngôi nhà mơ ước theo phong cách Grand Designer trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh, được xây dựng bên cạnh ngôi nhà gỗ cũ. Ngôi nhà có một phòng trưng bày bằng kính cho bộ sưu tập xe cổ của Laugrie. Tuy nhiên sống tại căn nhà này chưa được bao lâu thì bà quyết định quay trở lại ngôi nhà gỗ bên cạnh vì nơi ở hiện tại quá lớn đối với mình. Bà đã trải qua những ngày cuối cùng bị nhốt với hai con chó Scottish Terrier đen yêu quý của mình trước khi cô được tìm thấy, sau khi đã qua đời tại ngôi nhà nhỏ ở Strabane, County Tyrone, Bắc Ireland. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Mylan Lai, cô là anh trai của Margaret Laugrie tiết lộ rằng em gái anh đã phải vật lộn để chống chọi với số tiền khổng lồ và chưa bao giờ tìm được hạnh phúc. Ủy viên hội đồng địa phương cũng bày tỏ sự tiếc thương vì Laugrie được biết đến là người làm rất nhiều việc từ thiện trong thị trấn. Một người khác, Jason Ba, nói, đây là một ngày rất buồn và Margaret Laugrie cũng đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống như tất cả chúng ta. Tôi hy vọng cô ấy sẽ yên nghỉ. Nguồn, Yahoo, Daily Mail, B.